Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Quay giữa trưa trời nắng gắt luôn đây. Rồi chào em. Dạ em chào anh Tức, em chào quý cô chú anh chị đang xem cái mai vàng quay dừa. Em chúc cả nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay cũng có tiếp tục là đem lên mấy chục cây mai để phục vụ quý cô chú anh chị mình chơi. Hình thức của em vẫn là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là cầu Nguyễn Tấn Mẫn, ấp An Thuận, xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0336966537, cũng là số Zalo của em luôn. Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em, rất mong được sự tiếp tục ủng hộ của chú anh chị mình. Lô mai hôm nay thì em cũng bán đồng giá 700 tri ân của chú anh chị mình chơi nha. Rồi mình xin nhắc lại quý vị, hôm nay là bán đồng giá 700.000 một cây, bao ship tới nhà quý vị luôn. Rồi mã số 30 đầu clip. Dạ, bắt đầu mình vào mã 30 ạ. Quanh nhiêu em? 22 quanh ạ. 22 em này cao thì khoảng 1m6, ngang khoảng 1m4 rồi quý vị ơi. Xương ngang đẹp quá. 700.000 nha cả nhà. Đó, 700.000 à, ship luôn. Bao ship tới nhà cả. Rồi, nhà. Xuống cây. Rồi mã số 31 ạ. Rồi 31 năm này cao hết cái đỉnh nhỏ nhỏ gọn gọn hết trơn. Chắc khoảng 1m2. Tán ngang gọn gọn. Lấy 1m nha quý vị. Rồi vô cái hoành. Dạ 24 ạ. 24 hoành luôn. Năm dạ cũng 700 luôn nha cả nhà. Có cái sẹo nhỏ nhỏ ở đây nha quý vị. Có cái sẹo ở đó nha. Đồng giá. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 32 ạ. 32. Rồi em này cao lấy 1m4, tán ngang lấy 1m1. Rồi xương cành luôn. Cành cũng đặc quá đây ha. 22 hoành ạ. Hoành 22 có dư luôn. Đo là bỏ có bỏ gì không? Không có bỏ ha. Dạ không. Rồi xác luôn đâu quý vị. Rồi xuống cây luôn. Đồng giá nha quý vị. Mã số tiếp theo 33. Rồi em này cao mình lấy 1m4, tán ngang lấy gọn gọn 1m. Rồi xương cành luôn rồi quý vị ơi. Cành em nói ha. Hôm nay em xả hàng cả nhà ơi. 20 ạ. 20. Mã số 33 700 rồi cả nhà ơi. Xuống cây luôn. Đồng giá quý vị, cây nào cũng 700.000 mà bao ship rồi luôn. Mã số 34. Rồi em này cao khoảng 1m6, tán ngang 1m2 nha quý vị. Rồi hoa cánh bầu đó, vàng đậm luôn. Bông cũng dao động là 6 cánh có, 5 cánh có à, bông nào quý vị, bông cánh bầu đẹp ha. 21 quành ạ. Cành cũng đều quá đây. Rồi 700 luôn cả nhà ơi. Rồi, mã 35 35. Cái này cao lấy 1m4, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Thành cành ha. Rồi mình vô cái quành em nói luôn. 24 ạ. 24 quành. Rồi xuống cây luôn. Mã số 35. Rồi mã lên số mã 36 36 ạ. Rồi 36 thì em này cao ngoài 2m à, báo lấy 1m8 nha quý vị à, ship được cho quý vị 1m8 ha. Cắt xuống 2 tấc ha. Rồi tán ngang khoảng 1m đi. Mét cho nó gọn ha. Rồi xương cành cũng đều quá đây quý vị nè. 23 hoành ạ. 24 của anh. 4 tính 23 cũng được. 3 luôn, tính 3 luôn. Rồi. 700 luôn cả nhà ơi. Xuống cây luôn. Rồi, em này xương ngang đẹp quá cả nhà ơi. Mã số 37 ạ. 37. Xương ngang hang này cao lấy 1m3, tính ngang khoảng 1m2 ngang nha quý vị. Cao thì tầm 1m3 đây hang, xương ngang nè. Xương ngang đẹp ha. 24 ạ. Rồi 24 hoành. Mã số 37 mình cũng xin nhắc lại luôn nha quý vị, đồng giá 700.000 nha quý vị. Rồi xuống cây 700 là bao ship luôn nha quý vị. Rồi mã số 38 ạ. 38 này cao lấy 1m8 nha quý vị. Ngàn này khoảng lấy 1m3 ha.
xương cành đây, cành điều rang luôn nè. Đó, cây đẹp như vậy giá cũng có 700 à. 700 cả nhà ơi. 24 hoành luôn cả nhà. Đó, xuống cây luôn, 24 hoành luôn. Mã số 38 nha quý vị. Mã 39 à. Rồi, 39 đây. Rồi, 39 thì em này cao tầm lấy 1m8 luôn quý vị ơi. Tán ngang lấy 1m3 luôn ha. Rồi, xương cành luôn đây. Cành đặc quá nè. Rồi, hoành 24. Mã số 39, 700 luôn cả nhà ơi. Cây bự vậy cũng có 700. Rồi, xuống cây luôn. 700 mà bao ship tới nhà luôn nha quý vị. Rồi, mã số 40 ạ. 40. Rồi, 40 em này cao lấy 1m8 luôn. Tăng ngang lấy 1m3 luôn quý vị. Ra máy chậm chậm xuống gì mình xem kỹ ha. Thì trong quá trình xem mà quý vị thấy ưng ý mà số nào alo cho anh Thi ha quý vị. 24 hoành ạ. 24 hoành luôn. À, số cũ luôn của em Thi thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Dạ, cũng 700 luôn cả nhà ơi. 700 luôn. Rồi, xuống cây. Cây nào cũng 700. Đồng giá luôn. 41 ha. 41 ạ. Rồi, em này cao lấy 1,5 m thôi. Tán ngang lấy 1,3 m. Em này xương thì khó chê luôn nè. Đặt kẹo luôn vậy nè quý vị. Xương đẹp luôn ha. Khoảng nhiêu em? 21 ạ. 21 ha. Cây đẹp gì cũng có 700 luôn nha quý vị. 700 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 42. 42. Rồi, 42 em này cao lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang em này chắc cũng khoảng 1m4 nha quý vị. Khoảng 1m4 ạ. Xương cành nè. Đâu 24 à. 4 ha. 700 luôn cả nhà ơi, cho mã 42. 42. Rồi, cây luôn. Đồng giá nha quý vị, 700 bao ship. 43. 43 đây. Cái này cao lấy 1,5 m, tán ngang 1,5 m luôn rồi quý vị. Đang tròn xe. Này đang xe đẹp cả nhà ơi. Này. Nhú bung ha. Này chắc chừng vài ngày nữa ha, đã bung xanh luôn, quý vị thấy mực hoa luôn đó nè, xương cành quá đẹp cả nhà, 24 hoành luôn cả nhà ơi, xương cành đẹp luôn. Mã 43 chỉ có 700 thôi cả nhà, có 700 mà quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Số 44 ha. 44 thì là tán ngang 1m2 nè, cây này lấy 1m7 nha quý vị, 7 cao nè. Xương cành đây. Đây, từ từ xuống đây. À, cũng đều quá đây. Rồi, cái hoành lên 23. 23 hoành. 700 luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 44 về cũng có 700 ha. Mã số 45. 45 à quý vị ơi. Này cao lấy 1m7 luôn ơi quý vị. Tán ngang lấy 1m2 nha quý vị. Này cái tông cũng cao cao đây ha. Rồi, xương cành luôn. 23. Hoành 23. Mã số 45. 700 ngàn luôn cả nhà ơi. Rồi, 700 luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo quý 46. Vị 46. Rồi, em này cao lấy 1m7 ha. Tán ngang 1m2. Hoành nhiêu em? 21 ạ. 21 hoành ha. Rồi, xương cành đây quý vị ơi. À, xương cành nè. À, ok quá ha. 700 ngàn, bao ship tới nhà luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 47. Rồi, mã số 47 luôn. 47 này cao lấy 1m6 nè, tán ngang lấy 1m3 ha. Rồi, em này xương xè ngang đẹp quá quý vị nè, xương đạt hết trơn nè. Xương này đẹp nha cả nhà. 20 hoành ạ. À. Hoành 20 xương đẹp ha. Cây đẹp vậy cũng có 700. 700 luôn cả nhà ơi. Xuống. Rồi, xuống cây này luôn.
48 ha. Này ngang chắc khoảng 1m3 nè, cao khoảng 1m luôn ha quý vị. Đó. Cành đẹp luôn nè. 22 ạ. Rồi, 22 vành. Zalo 700 luôn. Mã số 48 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tên 49 luôn. Em xuống ngang cả nhà ơi. Rồi, 49 này cao lấy 1.5m như cái gì. Tán ngang khoảng 1.2m ha. Rồi, xương cành luôn. Xương ngang. Nhìn cũng đều quá đây. Đó, xương ngang gì cũng ok quá rồi hả cái gì. 22 ạ. Và 52 dư luôn ha. 700 cả nhà ơi. Rồi, 700. Mã số 50 ạ. 50. Này cao lấy 1.6m vậy. Tán ngang này khoảng tầm 1.3m. Xương quá xá xương ha. Xương cành nè. Nó đặt luôn vậy nè. Cành đặt luôn vậy đó ha. 21 hoành cả nhà ơi. 21 hoành. Mã 50 này giá 700 luôn cả nhà. Rồi, mã số 50 700 luôn. Đồng giá 700. Mã số 51 ạ. 51. 51 này cao lấy 1.5m, tán ngang lấy 1m. Ba có hơn hay lấy ba đi ha. Cái này mình đo thân chính thôi ha. Thân chính thôi. 22 cả nhà ơi. Rồi, đo thân chính là 22 và mã số 51 ha. Dạ. Giá cũng 700 luôn. 700 luôn cái gì? Thì mình cũng xin nhắc lại giá này đã đưa ra là bao ship tới nhà nhưng cái gì? 52 ạ. 52 tàn xè đẹp luôn. Cao khoảng 1.6m, tán ngang thì khoảng 1.4m, nó về khoảng 1.4m rồi quý vị ạ. Tàn xè đẹp luôn. Tàn đặc luôn vậy nè. Rồi, cho cái quành luôn ha. Ngang cái con dây buộc xanh xanh đó đi ha. 20 ạ. À, quành 20. 700 luôn cả nhà ơi. 700 luôn. Rồi, xuống cây. 53 ạ. 5 mấy? 53. Rồi, 53. Em này cao 1m35. Tán ngang khoảng 1m2. Hai chục. Rồi, quanh 20. Mã số 53. Thương quá trời luôn cả nhà. Rồi, xuống dạ. Cây luôn. Mã 54. Số 54. Này cao 1m7. Tán ngang 1m3. Xương đặt kẹo luôn. Quá xá cái dàn xương này nè. Nó đặt ra như vậy. Đòn. 23. Rồi, 23 hoành. Mã số 54. Rồi, xuống cây luôn. 55. Này cao lấy 1m2. Tán ngang lấy 1m2 luôn rồi quý vị. Xương cũng đặt hết trơn này ha. 23. 23. Tính 22 hay gì cũng được, không sợ dính dướng. 22 hoành cũng được luôn. Đó, giá nào đây cũng giá 700 ha. Nhanh quá quý vị, biết xem kịp hay không nữa nè. Ô, cây này chà bá luôn. Lấy cây chưa? Ừ. Cây này mà đồng giá 700 quý vị, mới tới đây là quý vị chốt mất rồi đó quý vị ơi. Mã số em 56 nha. Chốt gấp, chốt gấp cây này. Coi nhanh nha cả nhà. Thôi cần đo cái hoành luôn, tới đây chốt luôn đi quý vị. Chứ quý vị coi xong là bắt cây này liền. À, này cao khoảng 1m7 nè, tán ngang khoảng 1m3 nè, hoành bự chà bá và tay cành dày mà sao có đồng giá cũng 700 mà quý vị ơi. 29 cân cả nhà ơi. Đây. Đó. 700 ngàn luôn cả nhà ơi, nhanh tay cả nhà ơi. Nhanh tay cái này nha. Rồi, nhanh tay. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi cái này cũng vậy nè, quý vị nhanh tay cái này luôn nè. Xương cành hết. Mình coi là mình chốt luôn đi cả nhà, khoan á để bó hoành cả nhà ơi. Mình đặt cái gì vô quý vị chốt liền đi quý vị. Đó, này cao khoảng 1m2 đi. Tán ngang thì khoảng 1m3 nè. 700 mà bao ship luôn. Trần trời gì vậy quý vị, nó đẹp như vậy mà giá quá rẻ cả nhà ơi. 22 hoành ạ. Đó,
đẹp như vậy nè, nhanh tay cả nhà ơi. Rồi xuống cây luôn, là số 57 đâu quý vị, tiếp tục luôn. Cây này 700 nữa, chốt cây này cũng 700 luôn nữa nè, năm mã số 58 nè, 9 cánh chốt liền cả nhà ơi, đừng đợi em đô hoành cả nhà. Này cao mét 6 tăng ngang mét 2 luôn. À, bông thì được bông bồng 9 cánh à, đây bông đó là được điểm là 9 cánh đó. Đó, xá đẹp cả nhà, hoành hơi bự quá, 27 luôn cả nhà, 27 hoành luôn, bông 9 cánh luôn. Rồi lên cây mới luôn, cây này cũng chốt liền nha cả nhà. À, số mấy rồi? 59 cả nhà ơi. 59 nè, xương cành dây nè, đó. Quay lô mai này em xả hàng hồi hộp quá cả nhà. Đó, hồi hộp hả? Để điện bắt máy không kịp hả vậy em? Em hồi hộp quá cả nhà ơi. Rồi, tán ngang khoảng mét 2 có hơn ha. Còn cao khoảng mét 7 đi ha. Hoành báo luôn. 24 cả nhà ơi. 4 đó. Xương cành đều luôn nè. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Nãy là nãy 59 phải không? Giờ lên 60. Giờ 60 ha. Đó, 60 này này tán ngang khoảng mét 2 nha. Xương cành cũng khít nè quý vị. Cao khoảng mét rưỡi ha. Đó, cao khoảng tầm mét rưỡi đó. Hoành này tay cành này mình thấy đẹp quá nè. Giá 700 quý vị chốt gấp đi quý vị. 22 hả cả nhà? Đó, 22 có dư luôn đó quý vị, tay cành vậy là còn chần chờ gì ha, giá này mà. Rồi xuống cây luôn, em chuẩn bị lên một mã 61 mình chốt luôn đi cả nhà, khoan á đợi em đô hoành cả nhà ơi. Đó, thì bự chản luôn vậy nè, 61 nè, chốt gấp cả nhà ơi. Khỏi cần đô hoành quý vị, chốt liền đi ha. Cao khoảng mét rưỡi, tán ngang mét 2 luôn. Đó, vàng xương vậy nè, xương lực ha. 25 á cả nhà ơi. Đó, 700 ngàn thôi cả nhà ơi, ăn xương lực luôn. Rồi xuống cây. Rồi còn không? Hết rồi. Hết rồi, hết cây không biết luôn. Hết cây không hay cả nhà. Dạ em rất mong cả nhà xem clip ủng hộ cho em, cảm ơn nhiều ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.